Ok, hôm nay thì có cái món này rất là đặc biệt. Đây là coffee time, cà phê. Mà trong này nó trắng, trong này nước nó màu trắng. Đấy. Nay có cái này rất là xịn sò luôn. Rồi. Mì. Mấy bạn ăn sáng nhá. Cái này uống nó nhạt nhạt như kiểu là sữa đậu lành mà không phải, nó giống như kiểu là cái nước đậu ở quê ngày xưa mình uống ấy. À, đây là bữa cơm trưa của ngày thứ 8 cách ly. Thì xin lỗi các bạn là với mình làm một cái short, một cái video ngắn. Bởi vì mình nghĩ là làm video dài này cũng không có bạn nào xem, nên là mình muốn làm một cái short để thúc đẩy các bạn tìm hiểu thêm ở cái video này. Thế nên là mình vừa demo một tí rồi, các bạn có thể xem ở cái short của mình. Đấy. Cơm trưa này thì gồm có thịt này, lại có ớt rồi các bạn, cay, hành tây này, rồi là rau cải hay cà rốt này. Đấy. Vừa mình ăn một tí nha, mình xin lỗi các bạn nhé. Mời bạn chưa nha. Nay đặc biệt hơn một chút là có hai suất, kiểu là vừa nãy cái cú rau cơm ấy, nên là hôm nay ấy thừa một suất, thế là cho mọi người đây không ai lấy, thế là mình lấy thêm một suất để ăn các bạn. Này thì hôm nay đặc biệt là có hai suất. Đây thì nói chung là hai suất này đều giống nhau các bạn. Này có thịt này. Cái này hôm nọ mình ăn mình cũng không biết đó là cái gì. Đây này. Đây này. Thịt này. À, cải này, cà rốt này. Đấy, bên này cũng vậy. Này ăn no này các bạn ạ. Thôi, nói thế chứ còn là mình sẽ gặp lại một hộp à, để đến tối hoặc là đến mai ăn. À, mời các bạn tối nhé. Nay là tối của ngày thứ 8 cách ly đây. Rất là nhanh. Đây, sáng ngày thứ 9 cách ly thì chúng ta sẽ có mì này. Đấy. Mì này ăn ngon phết nhưng mà nguội rồi. Sữa này, sữa lúa mạch cacao cao được đấy. Đấy. À, đây là bữa cơm trưa của ngày thứ 9. Xem nay chúng ta có gì nào. Đây. Hôm nay thì có cải thảo này, rau cải này, cà rốt này, thịt này. Đấy. Sữa nên là từ lúc sáng uống vẫn còn. Cơm tối của ngày thứ 9 này. Này này có cái thịt kiểu băm băm làm nhỏ nhỏ ấy, xong là ấy mấy cả cái da rau gì hay cái gì mình chả biết, cái đồ ăn bên này nó lạ lắm. Đây là cải này, ngô này, đậu này,
cà rốt này, này. Chỉ quanh quẩn này thôi. Mời bạn ăn tối nhé. À, đây là đồ ăn sáng của ngày thứ 10 đây. Này là có bánh mì này. Sữa trái cây tổng hợp. Cái sữa này uống rất là ngon. Đấy. Ok, đây là cơm trưa của ngày thứ 10 đây. Ngày thứ 10 cách ly. Và hôm nay chúng ta xem là có cái món gì. Ok. Chiều này thì có trứng 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 chán trứng rán này. Cái củ này là cái củ gì, lúc đầu mình tưởng là thịt nhưng mà không phải, nó đắng lắm. Như củ kẹo ấy. Không biết có phải không? Củ kẹo nó như củ hành, không không phải, cái này không phải củ kẹo. Này là cái gì đắng lắm mà các bạn. Ốc cải, cà rốt này, cà rốt đi hôm nào cũng có. Còn đây hộp sữa sáng mình uống vẫn còn. Mời các bạn chưa nhé. Đây là cơm tối của ngày thứ 10. Để xem tối hôm nay có gì nào. Hôm nay có rất là nhiều món đặc biệt này. Cái này là chắc là dưa chuột này. Cái này là thịt này. Cải này, cà rốt đây. Cái này là như là măng hay sao? Ừ, măng sao các bạn. Còn cái này là một cái loại này, nó không biết là cái loại gì, mình ăn nó ngọt ngọt ngon ngon lắm nhá, mình cũng chả biết. Bên này nói chung là nhiều đồ lạ lắm. Mời bạn tối nhé. Ok, đây là sáng ngày thứ 11 đây. Trong đây thì là mình nhìn thông thoáng đây, là lại là canh nha các bạn ạ. Ok, đây là cơm trưa ngày thứ 11 đây. Trứng này. Đây là đậu này. Đây là măng này. Lại vẫn cái này từ tuần qua. Cái này là cái rong biển này. Đây, ok. Mời bạn ăn trưa nhé. À, đây là cơm tối của ngày thứ 11. May đặc biệt hơn là lại có cái thìa. Đấy. Nhưng mà cũng không có canh. Nên là thìa này cũng không làm gì cả. Ui. Hôm nay rất là đặc biệt nhé. Hôm nay có cái nước sốt cà chua này mấy cả thịt. Đây là gì đây? Mình chả biết là cái gì đâu. Để tí ăn thử mới biết. Đấy.
Mời các bạn ăn tối nhé. Đây bữa sáng của ngày thứ 12 đây. Hôm nay là nãy có mì này. Và hôm nay là có một cái hộp sữa, nhưng mà hộp sữa khác, hộp sữa này là vị táo. Đấy. Đây là cơm trưa của ngày thứ 12. Hộp sữa này là lúc sáng mình uống vẫn còn. Đấy. Xem nay có gì nào. Hôm nay có món trứng với cà chua này. Mình thèm với các bạn chứ từ bé ăn lớn mình chưa bao giờ mình ăn trứng với cà chua. Kiểu quê người ta cứ bảo ăn trứng với cà chua không được. Nên là mình chưa bao giờ mình ăn trứng với cà chua. Mà thực ra là mọi người ăn bình thường mà ok hết, giá đỗ này. Đấy. Các bạn ăn chưa nhé? Đây là bữa tối của ngày thứ 12 cái mi. Nói chung là thời gian thì trôi qua cũng khá là nhanh. Xem nay có gì. Ủa. Đây, hôm nay tối nay chắc lại có cái miếng thịt này nè. Thịt chắc là băm mà xong là trên xù. Đây là súp lơ này, cà rốt này, đây là chả này. Đấy. Mấy bạn ăn tối nhé. Đây, bữa sáng của ngày thứ 13 đây. Thì hôm nay là lại có canh nha các bạn ạ. Đấy. Đây là cơm trưa của ngày thứ 13 đây. Đây em này này có thịt này. Mà cái này này ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng này. Không biết cái này ớt này có ngọt, có không. Có ngọt, có không cay như là ở bên Việt Nam không. Cải này. Với lại cái món này rất là ngon nhá, ăn rất là ngọt, rong biển này, măng này, cái này không biết là cái gì, ăn ngon lắm. Các bạn ăn chưa nhé? Sẽ thử cái này xem nào. Cái này là giá rồi này, nhưng mà cái này cay không? À, cái này ớt ngọt các bạn ạ.
Ok, đây là bữa cơm tối của ngày thứ 13. Xem tối nay có gì nào. À, bữa tối hôm nay thì đơn giản là chỉ có cá này và giá đỗ xào đây. Này đơn giản rồi. Mời bạn tối nhé. Ok, đây là bữa sáng của ngày thứ 14, ngày cuối cùng cách ly tập trung của mình đây. Thì sáng nay này có mì này và một hộp sữa táo. Mời tất cả bạn ăn sáng nhé. Bữa cơm trưa của ngày thứ 14. Bữa tối nay mới chắc là được bữa sáng mai nữa là ra rồi. À. Đấy, bữa trưa này thì lại có miếng thịt ngày cuối cùng giá đỗ này. Đây là cái gì đây? À hình như là cái da gì hay là cái nòng nòng dài nòng non gì hôm qua mình ăn thường người ta nấu với măng ấy đấy mình cũng không biết. Đây còn một hộp sữa từ sáng đấy bạn, mà bạn ăn chưa nhé. Ok, đây là cái bữa cơm tối ngày thứ 14, cũng là cái ngày cuối cùng mình cách ly ở đây. Thì, mai là được ra ngoài rồi. Ui, ớt quế thì lại cay rồi các bạn ạ. Ớt này. Thịt này. Giá đỗ này. Có cả mùi dưa hay sao toàn mình ngửi thấy mùi dưa. Mời các bạn tối nhé, ngày tối bữa cuối đây. Các bạn ok thì mình đã báo xong nhiệt độ của 14 ngày. Đấy. Ngày đo mình đo 3 lần. Trong 2 tuần thì mình đã tiêu thụ hết. Cái này là từ tập trước là các bạn xem đoạn cuối nữa bạn sẽ để ý là mình uống hết 15 chai nước mình vẫn để đây và mình ngăn cách cái hộp nước khô này. Còn tuần này thì mình uống 2 4 6 7 7 4 10, cũng 15 chai luôn này. Cũng 15 chai luôn đấy và ở trên này thì có một chai mới hai cái chai này hai chai này thì để mang đi ra đằng kia uống còn chai này thì mình sẽ uống nốt trong tối. Ở đây cái thùng người ta đầy thì mình đã uống hết rồi đấy, trong này không còn gì cả. Hơi tối. Đấy, trong này là hết rồi, thùng không. Ok. Đơn giản như vậy thôi.
Thì bây giờ mình sẽ tranh thủ mình dọn dẹp vào một chút. Đây nữa là các bạn hay hay quay lên TikTok là nịt nịt buộc đồ ăn đây. Đấy của mình rất nhiều luôn. Đây là 7 ngày của tuần trước, còn đây là tuần này đây. Đấy. Nịt xanh, nịt đỏ, nịt vàng. Đấy, rất là nhiều nịt luôn. Thì sau 14 ngày thì thực sự là rất là chán. Đấy. Vừa mới ăn cơm xong cũng hẳn no. Nói chung là đồ ăn bên này thì ok các bạn ạ. Tùy từng chỗ, tùy từng người, cho có người thì có thể chưa quen, nhưng mà mình thấy đồ ăn bên này nó cũng được mà. Có cái gì đâu mà khó ăn đâu các bạn. Ăn được, nói chung là ăn được, ăn được, ăn được. Không có gì khó ăn cả. Đấy thì sau 14 ngày thì cũng không lên được cân nào cả. Nói chung là người mình nó vẫn gầy như thế. Thôi bây giờ là mình sẽ kết thúc cái video đây. Coi như là đây là cái phần 2 của 14 ngày cách ly ăn uống. Đã hoàn thành và tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ đi dọn lại tất cả những đồ đạc ở trong phòng, ngăn nắp để sáng mai mình ra khỏi đây và đi ra ngoài. Thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sắp tới. Tạm biệt các bạn, chào các bạn.